Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Quách Tấn Du bị chỉ trích diễn sâu làm màu vì lấn lướt Ngọc Sơn. Con nuôi của ông Hoàng Nhạc Sến bị cho là diễn sâu vì tỏ ra quan tâm mẹ Ngọc Sơn khi bà vừa từ Mỹ về Việt Nam chữa bệnh. Vừa qua, Ngọc Sơn và hai em trai từng làm ca sĩ là Ngọc Hải và Ngọc Hà đã cấp tốc đưa mẹ từ Mỹ về Việt Nam vì sức khỏe suy yếu. Theo đó, nhiều tháng nay, mẹ ruột của Ngọc Sơn sang Mỹ để thăm con gái đầu, tên là Thu Hiền, hiện đang làm bác sĩ tại bang California, Mỹ, và chữa trị khối u ở cổ. Trước nay, sức khỏe của bà ổn định, hầu như không có biến chứng gì nghiêm trọng, nên anh em Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chịu theo ước nguyện của mẹ. Song, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm hai liều thuốc đặc trị, bà đã bị phản ứng thuốc do không hợp với thể trạng người lớn tuổi. Vì vậy, bà không thể ăn uống được, sức khỏe dần suy kiệt. Sau đó, cả gia đình đã dốc công sức tìm cách đón bà về quê an toàn. Bà được cách ly và các bác sĩ tận tình chữa trị suốt 14 ngày tại Trung đoàn 58, Quốc Oai, Hà Nội. Tiếp đó, bà trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và theo dõi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, Ngọc Sơn ôm hôn và động viên mẹ để bà an tâm chữa bệnh. Ngoài người thân, Quách Tấn Du cũng có mặt tại sân bay đón mẹ Ngọc Sơn. Dù chỉ là con nuôi của nam danh ca, nhưng Quách Tấn Du gọi mẹ ruột Ngọc Sơn là bà nội và tỏ ra thân thiết. Nhiều ngày qua, khi mẹ Ngọc Sơn nằm viện theo dõi sức khỏe, thì nam ca sĩ cũng lui tới chăm nom và chia sẻ tình hình thông qua các clip phát trực tiếp trên trang cá nhân. Vào bệnh viện mà còn quay phim chụp ảnh như vui lắm vậy, đây là điều cấm kỵ. Dù gì cũng là con nuôi, đâu có máu mủ gì mà làm quá. Tôi thấy Quách Tấn Du lấn lướt cả Ngọc Sơn, chăm sóc mẹ tại sân bay và trên giường bệnh. Đúng là làm màu, diễn không đạt lắm, là những bình luận tỏ ra bức xúc của khán giả. Trao đổi với chúng tôi, Quách Tấn Du cho biết, những ngày qua anh gặp áp lực vì bị khán giả tấn công. Nam ca sĩ khẳng định, dù là con nuôi của Ngọc Sơn, nhưng nhiều năm qua, tất cả người thân của nam danh ca đều xem anh như máu mủ trong nhà. Phải là người trong cuộc mới hiểu, nhiều khán giả chỉ xem qua, không hiểu chuyện đã vào chửi bới tôi nặng nề. Tôi vốn sống tình cảm nên thường thể hiện cảm xúc ra ngoài. Khi bà nội về nước, sức khỏe lại suy yếu, thì thử hỏi làm sao tôi lại đứng im một chỗ được, Quách Tấn Du trải lòng. Ngoài các lời chỉ trích, Quách Tấn Du còn nhận được nhiều lời tin nhắn đe dọa. Song, nam ca sĩ tỏ ra bình thản vì khen ngay không sợ chết đứng. Đời phải xác định có đỏ có đen, không ghen không tức không phải là người. Tôi vẫn hạnh phúc vì còn có những khán giả hiểu chuyện, những người thân hiểu tôi sống ra sao. Với tính cách đâu ra đó, Quách Tấn Du thừa nhận anh không thích thấy sang bắt quàng làm họ. Tuy nhiên với Ngọc Sơn là một sự vô tình. Anh kể, năm 2007, tôi là tên tuổi bán được vé ở các tỉnh thành. Sau khi tách khỏi nhóm D&D, tôi khá thành công về phong cách âm nhạc và định hướng trong nghề. Trở thành tên tuổi trong các đoàn đại nhạc hội, tôi may mắn được đứng chung sân khấu với nghệ sĩ lớn chính của chương trình là ca sĩ Ngọc Sơn. Trong buổi biểu diễn tại Quy Nhơn, Bình Định, Ngọc Sơn trò chuyện cùng người bạn thân là quản lý của tôi. Sau đó mọi người cùng đi ăn uống trò chuyện và dần cảm thấy thấu hiểu nhau. Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi từ đó. Đến hiện tại đã hơn 12 năm, nhiều lần tôi được bố tổ chức sinh nhật hoành tráng tại dinh thự 105 tỷ ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Về bố nuôi, Quách Tấn Du cho biết, anh tâm đắc và trân quý bố nuôi ở rất nhiều điều. Song, trên hết là chữ hiếu với mẹ cha, lòng nhân hậu với người nghèo, tình nghĩa với bạn bè.